Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Sơn Tùng MTP phiên bản nhí hứa hẹn quậy tung sân khấu. Lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình, Sơn Tùng sẽ trình diễn hit không phải dạng vừa đâu. Trong chương trình show 12 tuần này, bé Ben Hoàng Quân và Khương Ngọc sẽ nhận thưởng thách hóa thân thành Sơn Tùng MTP trong ca khúc không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt, Ben trở thành huấn luyện viên cho Khương Ngọc. Em khiến cho chàng ca sĩ luôn sáng tạo phải chịu thua, ngoan ngoãn luyện tập theo vì sự nhập tâm trong phong cách biểu diễn vô cùng giống với phiên bản chính. Phiên bản lạ lẫm của Sơn Tùng hứa hẹn sẽ quậy tung sân khấu không thua gì nam ca sĩ cá tính ngoài đời thực. Hoàng Quân thích thú khi được thử sức hóa thân thành Sơn Tùng MTP. Cậu bé hy vọng mình có thể độc đáo và quá chiêu như chính phiên bản thực. Khương Ngọc có lợi thế mặc chuẩn villa như Sơn Tùng. Anh chàng phải ngoan ngoãn chịu sự huấn luyện của Hoàng Quân, luôn gây bất ngờ và khiến khán giả thích thú ở mỗi tập thi. Tuần này, công chúa Bảo Ngọc sẽ hóa thân thành tóc tiên trong ca khúc Hoa Cỏ Mùa Xuân với phù đạo vũ điệu Phòng Chiên. Vì phải thuyết phục cô nàng công chúa Úc cá tính bướng bỉnh, sau nhiều đắn đo suy nghĩ, cô công chúa Úc mới chịu sẽ làm đúng như phiên bản gốc, với điều kiện phải cho em thể hiện vũ điệu này một chút sau tiết mục của mình trên sân khấu. Công chúa Bảo Ngọc quyết tâm mang vũ điệu Phòng Chiên lên sân khấu. Cô bé bướng bỉnh và đáng yêu khiến cả ekip phải đau đầu. Phan Ngọc Luân và Quang Lê sẽ đồng hành hướng dẫn tóc tiên phiên bản nhí. Trang Thư được Thúy Yên chăm sóc và tuyên truyền hết mực. Tuần này, hai cô trò sẽ hóa thân thành Hương Thủy với bài hát Mẹ Từ Bi. Trang Thư được nhận xét là khá giống với ca sĩ Hương Thủy. Phương Mỹ Chi nhí nhảnh đùa nghịch trong khi chờ hóa trang. Cô bé quyết tâm chinh phục thử thách hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nam cần công nhận đây là một thử thách khó. Minh Khang và Lan Phương hăng say tập luyện sát giờ gờ. Tuần này, hai cô trò sẽ trở thành nhóm Aerobic với bài hát The Final Countdown. Gia Quý và Khánh Ngọc hóa thân thành Tùng Dương trong tiết mục bài ca trên núi. Khách mời Tiêu Châu Như Quỳnh với ca khúc Quê Hương Mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.